Chào cả nhà và các bạn. Cả nhà ơi, hôm nay Thu Dương sẽ đi câu với Trung, với Sang. Hôm nay ba anh em sẽ kéo tàu đi câu. Thu Dương sẽ gặp Trung và Sang, hẹn gặp ở tại quán cà phê. Bây giờ chúng ta cùng đi nha cả nhà. Chào các bạn, bây giờ mình đã đến điểm hẹn ở tại Tim Hortons đây. Ô, Trung với Sang cũng đang đi tới rồi các bạn. Đây, hôm nay Sang lái tàu nha các bạn, Sang lái xe chứ. Nè, Trung đây, tới đây. Anh em vừa tới đây. Hôm nay chỉ có ba anh em đi thôi nha các bạn. Good morning Sang. Khỏe không? Khỏe mới đi câu chứ. Đi câu lúc nào cũng tươi hết á. Đúng rồi, chiều về thì héo hết. Chào, khỏe không? Chung. Khỏe. Khỏe. Được đi câu là khỏe. Được đi câu là khỏe hay không? Bây giờ ok, đem đồ qua đi xe ha. Ok. Bây giờ hẹn các bạn ở chỗ điểm câu ở. Chào các bạn, bây giờ mình đã tới chỗ câu rồi các bạn. Giờ Trung đang chuẩn bị chăm sang. Chăm sang vô để chuẩn bị xuống tàu. Hôm nay thì Sang sẽ cho tàu xuống bãi. Để Sang bữa nay cho tàu xuống bãi thế nào nha các bạn. Hôm nay có nhiều người câu quá các bạn. Bây giờ tàu nó xuống sông và xe nó câu. Bây giờ đang xếp hàng để xuống tàu nè các bạn. Quá trình tàu luôn các bạn. Giờ này không biết. Giờ này mới có 8 giờ thôi mà 8 giờ sáng mà tàu không thấy đứng sắp hàng các bạn. Quá chừng tàu luôn luôn các bạn. Bây giờ mình đang chờ để xuống tàu luôn các bạn. Có nhiều tàu đang xếp hàng xuống. Rồi sáng xuống. Sáng sớm đẹp không các bạn? Mình đang chờ để xuống tàu các bạn. Tàu ở đây đây. Mình đang chờ để xuống tàu. Ok, bây giờ Sang chuẩn bị cho tàu xuống bến nha các bạn. Lần đầu Sang cho tàu xuống bến, thử coi Sang cho xuống như thế nào. Lần đầu tiên chưa quen, chưa quen. Đó, đang xuống lên tới là chúng sẽ lái tàu. Chúng chèo lên luôn ấy chúng. Ok, xuống luôn sang. Ok, được rồi. Rồi, để lên đi.
Xong rồi. Good. À, chưa được phân nửa này nữa. Nó, nghe nói dưới xe cách cho Vin cái tiệm Peter nó có bán nghe thằng thằng gì đó thằng hôm nay câu mồi đĩa nè các bạn. À, mồi đĩa mình móc kiểu này nè các bạn, cho cái đầu lòng thòng là cá nó thấy nó cắn nè các bạn. Mình câu mồi đĩa đó. Nhưng mà đi ở trên nha, không phải đi ở dưới. Vô. Vô rồi các bạn ơi. Wow. Đã quá, đã tai quá các bạn ơi. Công nhận mới liễn xuống rồi, mới có phát một rồi các bạn. Wow. Đù hay sao nó không nhảy gì ta? Rồi đù rồi, chừng cái này đù rồi. Sao nó chạy lạng lạng nè? Đù rồi. Đó, cá bát, sa bát nó chạy lên nè. Đó. Vô rồi các bạn ơi. Mới liệt xuống chưa gì hết trơn. Wow, đã tay quá nó. Thấy chưa? Giật đi lấy hơn. Khỏi giật, chơi lên luôn. Cỡ này được rồi các cả nhà ơi. Vô tới trong miệng luôn nè. Wow. Đâu rồi, chỗ đâu? Đây nè các bạn, con đầu tay nè các bạn. Yeah. Không bó đây rộng hả? Thôi chết. Chết hả? Đủ hay là nhảy coi, đang thui coi. Vô rồi các bạn ơi, Sang đang vô rồi. Đó. Cái gì đây? Màu biết đủ rồi các bạn. Yeah. Ồ, con nào con nấy quá. Vô hả? Vô rồi các bạn. Tè. Sang vô rồi đó, nhảy coi người chừng vô dây neo đó. Để mình vớt cho các bạn. Wow, chạy đã quá các bạn. Con gì? Chạy dữ vậy. Cái gì nè các bạn? Giá mang luôn các bạn. Cá sủ á. Wow, cá sủ các bạn ơi. Đây. Wow, nặng kinh luôn các bạn. Nó lạng ghê đó. Cá cắn nha các bạn. Cá cắn nha các bạn, vô. Vô rồi, vô nhảy nó. Đã quá các bạn ơi. Nó đen. Trời ơi, nó đen. Giờ tao cơm nó không ăn nè. Nó đen. Wow. Quá các bạn ơi. Đã tài quá các bạn ơi. Đó nữa đó, nó nhảy nữa đó. Wow.
Đó. Wow. Give me fry coi. Đó các bạn ơi, để cho Sang bắt lên cho các bạn xem cá nha. Cá ở Crystal Beach. Crystal Beach. Kìm đâu? Đây. Cái này nó bị chảy rồi nè. Tép mép rồi nè. Tép mép rồi đó các bạn. Cá này nó chịu không nổi luôn á. Đó. Trời ơi bung đi. Nó các bạn. Thấy không? Đó, cá cỡ này đó các bạn. Wow. Móc luôn đi. Chơi luôn đi. Cầm lên con. Dậy cái một còng nữa. Móc phải ở trên. Đây hả? Hay quá luôn các bạn ơi. Wow. Đó. Các bạn thấy mồi đĩa không? Đây. Nè, mồi đĩa nè. Thấy chưa? Con đĩa này là được 2 con rồi đó. Wow, quá đã các bạn. Tự nhiên nó làm cái nó gịch cái đầu xuống á. Sợi dây nó dùng. Mình cứ quay hoài sợi dây dùng là mình biết rồi. Nó chạy vô á. Ở đây các bạn thấy Sang là vua. Vua câu. Sang là vua câu cá gì? Các sủa. Wow ơi, Sang ơi, Sang ơi. Sang là vua câu cá sủ các bạn ơi. Câu dính cá sủ mà khóc. Wow, các bạn ơi, quá đã luôn rồi nè. Vừa quay lên mà cái đầu lắc hoài à, không gạt. Chung vô các bạn. Chung vô rồi các bạn. Đi vớt cho chung các bạn. Chung vô à. Ừ. Lấy trước một con đi chắc em. Đó. Có nhảy là được rồi. Đừng có trắng chặt. Kiếm bị phai. Đó, có nhảy gì là được rồi. Vô rồi các bạn ơi. Vô rồi. Nhảy nó. Đó. Vô rồi các bạn ơi. Quá đã rồi các bạn ơi, phải nhảy mới được. Phải nhảy chị mới được. Ngay rồi. Đó, size này bự hơn. Đưa sang móc luôn. Tôi đâu có thấy đâu, đâu thấy cái vợt nậm đâu. Ồ, nó ói ra cá bóng luôn kìa. Ồ. Hả? Sang nữa hả? Đây, vớt luôn. Lấy ra đi. Lấy luôn. Quá rồi, các bạn ơi. Đây nè. Liền đây đó ha. Liền xuống nè. Mày hả bưởi? Bưởi ơi bưởi. Vô rồi bưởi. Sang cái này. Ồ. Đang cỡ này đó. Đó. Bưởi ơi. Đó. Yên miên phai. Ồ. Nó cũng ói ra cá bóng nữa kìa. Ghê không? Ở dưới này nó ăn cá bóng dữ quá ông ơi. Rồi. Nè các bạn coi. Nó ăn cá bóng ở đâu á. Giờ nó nhả ra nè các bạn. Wow, đưa lên mái coi. Đó, đây con nữa nè các bạn.
luôn. Đó, bắt luôn. Tỉnh tỉnh mà rung nè. Wow, đã không các bạn? Quá sướng rồi. Quá sướng rồi. Móc một chỗ này nó dễ sống, nó chết. Hả? Cái này hả? Xong rồi, con này quá đã rồi. Vô rồi. Ồ, cái dây nãy giờ bỏ mà nó không lội mất tiêu luôn. Ông này cũng dính cá, ông quên, ông bỏ dây luôn vậy. Vậy mà nó không lội mất cái sợi dây. Oh man. Ông quên. Bây giờ khoái cuộn vô vậy mới được. Ủa, quá đã rồi. Nãy tôi cũng vậy đó, vừa nhóng lên cái nhiệt. Hả? Sao nhắc cái đụ như vậy? Đâu? Vậy sang chuyên môn cá đụ dối. Sang chuyên môn là cá đụ dối. Vô rồi các bạn ơi. Vô rồi, nhảy rồi. Đó, chết rồi, sảy rồi. À, cá đang thui sảy rồi các bạn ơi. Oh, wow. Cái lưỡi dây mà sảy được nè. Oh, man. Giật cái nó chào lên liền đó các bạn. Wow, ổn quá các bạn ơi. Cười cái tay sáng. Hưởng chứ. Đó, cá nè các bạn. Đó. Quá trời luôn các bạn, thấy chưa? Đó. Quá. Give me five. Yeah. Cười te te. Cười te te. Đó. Mình có bao nhiêu đó đó các bạn ơi. Chung vô rồi nè các bạn. Sao gục rồi, gục gác gục gác rồi bà con ơi. Long lanh dãy trắng vàng. Long lanh long lanh như hạt sương đêm. Đó. Cá gì mà rỉa hoài các bạn ơi. Nè đó, cắn vậy đó. Chắc bóng quá. Cá bóng đang thành hót. Vô rồi các bạn ơi. Mày hả? Đó. Wow, đen thui đen thui luôn các bạn ơi. Trời sảy rồi. Ôi, hai con ơi. Lửa này mà còn sấy nổi nữa. Ôi, hai con rồi cả nhà ơi. Hu. Vô. Nhảy không? Vô. Cá. Vui. Wow. Cá thì ghê quá các bạn. Quá đã rồi các bạn ơi. Wow.
công như trái me. Wow, sướng tài quá các bạn ơi. Cái này là cá cá sủ à các bạn ơi. Wow, ghê hồn. Con này phải 7 phao trở lên chứ không nhỏ đâu. Đá tài thì không các bạn. Câu đi, vớt được mà. Câu đi. Wow. Các bạn, quá các bạn ơi. Không thể tưởng tượng được. Dở cá không lên luôn nè các bạn. Quá chừng lần bao nhiêu như ký các bạn. Không thể tưởng tượng gì. Chàng ở đâu? Vô rồi, cái nhà ơi. Nhảy. Đó. Xanh chứ không phải trắng. Từ từ nha. Bình tĩnh nha. Phía bên phải bình tĩnh mà rút. Nè, bóp vô cho ổng luôn đi. Cuối cùng rồi cũng thế thôi. Chào các bạn, hôm nay cuộc đi câu giữa Thụ Dương, Sang và Trung kết thúc hôm nay. Hôm nay các bạn biết bao nhiêu cá đây nè. Đây. Đó. Wow, quá trời cá không các bạn. Đây nè. Đây là Sang. Ok, bây giờ chào cả nhà và các bạn, hẹn kế bên kế tiếp nha. Chào Sang. Chào chào Trung. Hết nhớ luôn. Wow, câu một ngày một luôn rồi các bạn. Thôi chào các bạn nghe, hẹn kế tiếp. Bye bye.